tôi uống sâm mình tưởng như cho gà ăn chua 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 chua. Gì vậy? Bún dây chuyền làm tôi tưởng kêu tôi làm không mà. Miệng của mày làm gạt tàn thuốc ra biểu bữa mày làm bể chi. Tôi tội nghiệp quá. Đưa cái tay đây. Ê, xong. Dạ sao cái vậy, để em uống. Bạch Công Tử ơi, Bạch Công Tử ơi, tiếc rồi, chết rồi, chết rồi, Bạch Công Tử chết rồi. Mới đó mà chết á, chết rồi, Bạch Công Tử. Sao? Chết rồi Bạch Công Tử ơi. Đại ca tụi em á, biết không? Sao? Biết, biết, Bạch Công Tử biết. Chết rồi. Trời ơi, nó chết rồi hả? Chết thảm rồi mà. Trời ơi, tội nghiệp quá, nó chết thấy thương quá. Không biết nó để nó nằm ở đâu. Chết rồi, nó chết. Đi nè, đi, đi nè, đi nè. Tao còn sống rồi, tôi cũng quên, tao tưởng tao chết rồi mà. Chết cha em lộn, chết cha. Mày, tao phải Công Tử nè. Chết cha là cha mày chết thiệt. Ừ, chết là cha mày chết chưa. Tao mua hồn nè, tao làm đám ma cho. Hả? Đâu ra nó bị, nó bạ không vậy? Cái gì? Hả? Chuyện gì? Chuyện gì? Trời ơi, cái thằng đen Công Tử, nó vừa trúng số độc đắc chứ con vợ nó, mà cái mặt thằng đó nó đen mà nó xấu dễ sợ phải không? Mình tính thông báo tao chuyện đó phải không? Trời hay quá ta ơi, đại ca nó giỏi cái gì cũng biết nha. Thưởng cái đại ca, thưởng cho em kén hơi coi. Trời hay quá. Đây, đây. Thuốc cao cấp không có dùng cho những cái người thấp như tụi bay. Chuyện đó cả xã là ai mà không biết. Nó sẽ gặp mặt đại ca. Tính lại chuyện ngày xưa. Ngày xưa hả? Nó đối mặt với tao cái gì? Để nó rửa hận khi ngày xưa ông nội nó là thua ông nội tao chứ gì. Đúng. Đại ca ơi, chuyện này động trời đó. Chuyện gì? Nó mới mua cái nhà biệt thự lớn nằm đối diện nhà em. Đối diện nhà em luôn. Nó giàu nhưng mà thằng này cũng giàu. Mày bòn rút tiền của tao thì mày giàu. Mày dám mua biệt thự đối diện nhà nó. Đâu có đâu, nhà em nhà lá mà. Cái gì cũng đất. Đại ca biết không? Cái gì? Sao? Vợ chồng nó sắp sửa tổ chức lễ đám cưới thấp hôn. Thấp hôn. Lớn nhất thì sao? Lớn nhất. Trời ơi, cái này quá đại ca ơi. Nó giàu có quá đại ca ơi. Hay quá hả? Mấy ông nhiều chuyện quá à. Chuyện đó hả là Bạch Công Tử đã biết hết trơn rồi. Ủa, Bạch Công Tử biết luôn hả? Hay quá, Bạch Công Tử gì cũng biết hết. Cho thưởng em cái nên. Vô việc. Nó tổ chức đám cưới hả? Hấp hôn. Được. Tao sẽ tổ chức đám ma. Hay, đám ma, được. Trù dập nó. Trù éo nó không ngóc đầu lên nổi. Hay á, mà đám ma, nhà ai? Đám ma nhà mày. Ủa? Nhà mày mà đối diện nhà nó. Đúng rồi. Ủa mà nhà em ai chết? Không có ai chết hết. Mình phải mướn người chết, hiểu chưa? Mướn 10 người chết, mua hồn là thật là xịn. Để giữa nhà mày. Mướn 5.000 người lại khóc mướn. Khóc lóc kể lể mà trù ẻ ẻ bên nhà nó. Đó, chưa đâu. Kêu nguyên cái vàng kèn tay ở Sài Gòn xuống, thổi cho đám tang. Chưa đâu. Tao sẽ tổ chức nè, nào là ca múa nhạc kịch á, xiếc ảo thuật. Ê, đặc biệt tổ chức đêm thời trang. Thời trang thì tang lễ. Mặc đồ đã tang lễ cho nó. Vô dập tổ chức trù dập cho nó. Bao nhiêu đại ca?
Một tháng trời. Trời. Một tháng. Trời ơi, vậy đó, đã cái gì, đã cái đầu mày á. Cho tao tới trước nhà tao với bộ. Cái xui, chắc nhà tao bán luôn quá. Bán đi. Hả? Bán nhà mày đi. Rồi tao sẽ mua nhà khác bự hơn, đẹp hơn cho mày. Ủa vậy ha? Trời ơi. Nãy giờ ông chịu nói sớm là tao lo cái gì đâu. Vậy muốn về tổ chức một năm cũng được. Thử nghe em đi cũng được. Rồi. Không cho nữa. Đại ca. Ừ? Ta công nhận đại ca hiểm thật. Trời ơi sao? Đơn giản thôi. Những cái mua mô mà hiểm độc đại ca nó tính từ trước rồi. Đúng. Mày tính rồi, tụi bay coi nè. Đó, tính riết nè. Rồi đó, coi đầu nè, thấy chưa? À, cái chỗ này nè. Không có sợi tóc nào đâu, hết trơn. Đó, tính nó nổi mày như vậy luôn á. Ghê trước nha. Đại ca lấy hài mèo mới sinh ra biết vô duyên rồi đúng không? Vô duyên mày. Tóc của đại ca đụng người nào bị hôi thì có. À, hôi hôi. Bị hôi chứ đâu phải rồi. Đại ca hôi. Còn mày là đại ca đẹp thì ai nói mớm vậy? Đứa nào? Đâu có là mớm. Em á, tụi nó mới sanh ra là vô duyên. Còn em á, khi ở trong bụng mẹ em đã vô duyên rồi. Đâu ra vậy? Được rồi, dạ ra. Dạ ra coi. Chánh ra. Ai cho mày ngồi? Chánh ra. Kẹt cái chân rồi nè. Được rồi. Nó tổ chức muốn đối đầu với tao. Thì cũng lạ. Đời ông nội nó à, lại gặp đời ông nội tao. Ông nội nó thách đố ông nội tao sao? Cuối cùng ông nội nó thua. Thua là phải lấy tiền nấu trứng cho ông nội tao ăn. À, sau đó đời ba của nó cũng thua đời ba của tao. Lại thua nữa. Bây giờ nó gặp tao, công nhận phải nó một điều trùng hợp. Mà tao bảo đảm nó gặp tao thì bảo đảm nó sẽ thắng. Đúng, nó phải thắng. Tại vì sao? Hai lần trước nó đã thua rồi, bây giờ nó phải thắng thôi. Ủa mày sao tao? Ê! Ủa vậy? Ủa lần này nó gặp tao, nó sẽ... Ủa! Đó! Nó nói là... Nghe dân bạch con tự đại ca, đốt tiền nấu cháo... Dịch gà bò heo... Ủa! Tỏ ra mình nghèo... Nghe ý lộn... Ý lộn... Tỏ ra mình giàu... Trời ơi, giờ này mà còn hát đồng ca nữa. Mấy này đi ra coi. Mấy đánh thiên nha này làm cho quen ố cửa nhà đi ra đây. Trời ơi. Qua đây ngồi coi, tin nói chuyện với anh Bạch coi. Anh Bạch. Sao khỏe không? Chuyện gì? Dạ bữa nay em qua em gặp anh Bạch là biết rồi. Có chuyện gì nói đi. Có chuyện muốn nói anh Bạch quê lắm. Chuyện là về chiến tranh giữa các vì sao sắp xảy ra rồi. Về. Có nghĩa là từ hồi ngày xưa đó, xưa ơi là xưa, xưa thiệt là xưa, xưa lắm kìa, xưa lắm cơ. Nói chung là ngày xưa em như chim sáo. Nói đi. Nhưng mà tới nay em không muốn làm chim này đâu. Nhưng mà nói chung là tại vì không đủ. Cái gì? Tí tí cô gì? Quên. Đây, quên. Đó giờ có thêm cái này nữa là hết đơn lưỡi, nó được rồi. Nói đi. Đó. À, em báo cáo với anh Bạch là vậy. À, là kỳ này đó là anh Hắc công tử, anh đã nói rồi, anh xem anh Bạch công tử là kinh địch của hắn. Kỳ này hắn sẽ làm một cái trận gọi là thách đấu với lại Bạch công tử, làm mọi cách phải làm cho Bạch công tử thân bại danh liệt, và đồng thời Bạch công tử phải ra đường đi ăn mày luôn. Chú Phạm đại ca ơi, chú Phạm đại ca kìa. Bạch tử, em mặc xấu khí là Hắc công tử. Nó muốn lột ra thì ăn mày. Nó đâu phải em dán ép mà. Em đâu phải Hắc công tử, em dán ép. Muốn tao ăn mày rồi.
nếu như được tao sẽ cho nó cái lễ hấp hôn của nó sẽ không thực hiện được, tao sẽ nó chết. Thú Bách, dạ hả? Giết tao một lá thư thách đấu với nó, không cần thời gian mà sẽ vào ngày mai. Mời hai công tử. Dâu đâu? Kìa, đâu? Đó. Trai tài gái sắc. Ý muốn nói anh là kỳ này thua chắc. Tao báo cho mày biết, mày sẽ nghỉ ngay tức khắc, hiểu chưa? Thôi, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa bà con hai họ, họ đàn trai và họ đàn gái. Thấy chưa? Đám cưới mà. Thôi. Ý lộn, phải đi làm đám cưới MC riết quen. Xin lỗi, kính thưa bà con hai họ, họ Bạch và họ Hắc. Nói nôm na là họ đen và họ trắng. Và giữ sát nghĩa có nghĩa là black and white. Hôm nay tại đây xảy ra một cuộc thách đấu giữa hai công tử họ Hắc và họ Bạch bằng chính sự giàu có của mình. Và chúng tôi đã có mời một người làm nhân chứng cho cuộc thách đấu này. Xin kính mời tất cả quý vị quan khách dành một tràng pháo tay cho cụ bà 90 tuổi. Vậy đâu ạ? Dạ cụ. Mặc dù 90 tuổi nhưng mà sức khỏe bà cụ còn tràn trề, leo lên. Xin mời bà cụ tự xử. Đứa nào nói tao sức khỏe tràn trề? Mày á hả? Bữa nay hơi mày già vậy. Ai già? Nói rồi tối đừng có đi nhậu. Nhậu về hơi hám thấy ghê. Ủa vậy ai vậy? Dạ, mời cụ. Cụ cho xem tự nhiên đại lộ thanh thang cụ đi. Cụ đi ngõ hẻm vậy cụ. Đường lớn, tao không có đi đâu, tao đợi mày. Dạ, dạ mời cụ.
Đỡ mày. Làm gì vậy? Cởi bông giấy. Lạnh quá. Và bây giờ xin kính mời Thất công tử có vài lời phát biểu trước khi cuộc thách đấu bắt đầu. Rồi, không cần phải phát biểu, không cần nói nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề đi. Ngày xưa ông nội ta đã thua ông nội ngươi về vấn đề đốt tiền nấu trứng. Hôm nay ta muốn chuộc lại danh dự, ta thách đấu nhưng không phải nấu trứng mà là nấu chè. Đúng đúng. Chè đậu xanh. Đậu đỏ. Nói đậu giác. Tao thích ăn đậu xanh. Tao nói mày đậu giác ăn không ăn. Tao thích đậu xanh. Thích ăn đậu đỏ. Tao thích đậu xanh. Đậu đỏ. Đậu cái đầu tụi mày. Không có nấu chè. Nấu chè có đường, ăn dễ bệnh. Bệnh tiểu đường. Tao không thích nấu chè. Bây giờ tao thích nấu cháo. Cháo gà được không? Không. Cháo bò. Cháo gì đi? Cháo lòng đại ca. Không đại ca, cháo trắng hột vịt muối. Không thích cháo bò. Cháo trắng hột vịt muối. Cháo bò đại ca, cháo bò. Vịt bắt đảo. Nấu cháo gà được rồi. Còn nếu sang nữa thì nấu cháo rắn hung ăn. Không, tao không thích ăn cháo. Tao thích món khác được không? Nấu cháo hả? Xin lỗi, một cọc này đốt là nấu chín rồi. Nấu cái gì mà đốt hết cái này mà nó lâu chín kìa. Nấu lẩu đuôi bò. Đúng, đúng. Lẩu đuôi bò. Đuôi bò. Đuôi bò. Nít, đuôi bò cái gì? Không lẩu đuôi bò. Lẩu gì? Tao thích lẩu tai gấu. Lẩu tai gấu hả? Tao thích lẩu dê. Không, lẩu cọp. Lẩu voi đi. Lẩu chân gấu đi. Không, đại ca. Lẩu chân voi đi. Chân voi. Chân voi. Chơi cái gì? Lẩu lâu hơn. Lẩu khủng long. Lẩu khủng long. Lẩu khủng long. Cái gì? Nấu lẩu bà hả? Mà nội mày. Nội. Nội bậy. Chết mày chưa. Chết mày chưa hổ mày. Hai công tử thách đấu kiểu này biết chừng nào mới phân thắng bại. Để cho khỏi mất thì giờ của quan khách ở đây, ta đề nghị thách đấu kiểu nào mau ăn thua nhất, lẹ làng nhất, ăn thua nhất. Bây giờ chơi gì cho nhanh nhất đây? Đánh đáo đi, đánh đáo. Bậy, đánh đáo đâu lâu lắm không? Giờ chơi lẹ nhất là bắn bi, không ấy nhảy dây được không? Ồ, nhảy dây xưa rồi, bây giờ ta nhảy lầu à. Trời ơi, con này ác quá, nó xuống nhảy lầu chết cả đám luôn. Phải chết chứ, phải chết chứ, ai biểu ý có giàu có sống cơ ý là đừng mở được. Thách đấu gì đúng không? Phải không? Đừng mở. Nuôi bậy. Nó... quên, xin lỗi. Nuôi bậy. Chết mày chưa? Đến đi. Ăn kẹo vô. Không, đêm nay có một trận banh tranh cúp C1 châu Âu giữa hai đội MU và AC Milan. Đồng banh không chấp gì cả. Ta bắt bắt MU. MU, tao xuống sát chơi hết tài sản với mày luôn. Tụi chơi hết tài sản. Rồi, hết tài sản luôn đấy. Nếu tỷ số hòa thì hòa thì đốt hết tiền. Đốt hết tiền đây. Đốt hết tiền. Thôi, cần gì tới ngày mai. Ngay bây giờ nè, một vé sập xám là xong ngay. Đúng rồi, sập xám đi. Chơi theo kiểu Hồng Kông, một vé xì tố cho tôi. Không, bắt trước người ta. Bắt trước à? Không quýnh xì tố. Đúng. Mà giờ quýnh cái này la nè. Quýnh gì la? Đánh bài cao. Bài cao, cao. Đúng, đánh bài cao, mau ăn thua, mau thấy. Đúng rồi. Còn như bằng nút sao? Bằng nút. Tiền nó đốt hết. Tiền, bao nhiêu tiền nó đốt hết. Đốt hết luôn. Đốt nữa hả? Đốt tiền, rồi tiền. Đặt bao nhiêu là đốt bao nhiêu. Đốt, được. Ta thấy như vậy là công bằng. Vậy mai mốt ta kiếm xe lăn rồi ta đi. Đi chỉ cho mệt chứ không biết. Nhất. Bây giờ hai công tử nghe ta hỏi, hai cậu suy nghĩ kỹ chưa? Khỏi cần phải suy nghĩ. Không cần suy nghĩ gì cả. Có hối hận không? Không cần phải hối hận. Never. Ta tuyên bố
Trời, tao quăng có 2 lá mà nó chụp có 10 lá nữa. Đâu có 9 lá mà bà cụ. Mờ. 9 chứ đâu phải 10. 10. Còn lá ở đâu? Bên này nè. Trời ơi, quả là cao thủ. Thank you.
ơi con già. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đắng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. À, mãi trắng tay mà đúng thôi rồi, đấy, đời bạc gian lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đắng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đó. Chở con nít đi mà chạy kiểu đó hả? Nít gì nít? Mày nít cái gì đó? Chợ ổng hả? Ờ. Bạch công tử. Ủa? Bạch công tử? Hát công tử đây phải không? Chứ sao? Khi tao nhìn cái mặt sần sần này tao quen rồi. Nhìn thấy cái miệng móm mày tao biết. Ủa gì mày? Sao mày? Ồ sao bây giờ mày đi bán ngu kéo kéo vậy? Kéo kéo gì mà nó ngon có chiếc xe. Ờ rách nát thôi mà nhìn thấy ớ. Tao đi bán vé số không phải là tao gì, tại tại tao thích âm nhạc tao đi bán vé số. Âm nhạc. Tao cũng quá mà kẻ tao thích âm nhạc. Thích âm nhạc luôn. Nhạc gì? Cái gì mày biết gì cũng thích. Thích gì? Dạ không? Dạ chơi vậy. Chơi. Bây giờ mày định lấy vé số mà mày đốt mày nấu trứng mà trứng cút hả? Ừ, không được, không được, tao chơi tới cái đờn luôn còn mày lấy gì? Nè, xe nè. Cũng nấu trứng luôn. Nấu trứng hả? Rồi mày đốt mày gần không lại tao rồi lấy vợ mày ra mày đốt luôn hả? Không. Trứng thôi. Rồi mày chơi. Vợ tao là sao tao đốt được, vợ tao lắm. Trời ơi, miễn có cái đồ đốt rồi. Cái mặt mụn hai cây kéo kéo đốt cháy mày rồi. Kéo kéo gì? Cho mày nặng mụn rồi mà đốt cũng lại tao giờ chơi đây. Ủa vậy chơi? Vô bên nước thì chơi mày, chơi. Chơi. Bao nhiêu tiền chơi nè. Tìm người làm chứng đi. Thôi thôi thôi. Bà già ơi, đi vô xe đụng bây giờ ra ngoài đường chứ gì? Già rồi không ở nhà. Già cả đi ra đường chứ bà. Bà làm gì vậy? Chị cũng nít cãi lộ bà muốn. Bước vô lề đứng chút xíu nè đó. Hai cậu giống như nước với lửa gì đó. Dạ. Nhau là cứ thách đố cứ hiếu chiến với nhau. Bà làm cho bà biết tụi tôi tự nhiên là nhà hai cậu là sao? Sao lại không biết? Trời đất ơi đi nè. Đó, thách đố ra nông nổi vậy còn chưa chịu nữa hay sao? Hả? Còn muốn cái gì nữa? Ủa bà là ai? Trời đất ơi.
đây nè, ta là cái người chứng kiến ra cuộc quyết đấu của hai cậu. Ủa, trời, bà già vừa hổng nào rồi làm chứng nè. Ôi, bà biết tụi con hả? Không biết. Quýnh, quýnh cái đợt đó giờ bán vé số luôn bà. Còn nói bán kẹo kéo rồi bà. Rồi sao, có thấy ăn năn hối hận gì không? Dạ hối hận lắm bà. Hối hận thiệt không? Cũng đi bán cực khổ quá, bán về trẻ quá, người ta không có mua. Thấy bà rảnh, bà lớn tuổi, bà đi với con cho ta thấy tội nghiệp, ta mua vé số con. Cha mày còn giỡn nữa thấy không? Giờ này còn giỡn được. Con cậu hối hận không? Hối hận sao không hối hận mà. Chị mà thách đố với nó, đánh bài chào vậy. Cho nên bây giờ tan gia bại sản. Cái điều sai lầm lớn nhất cuộc đời con là cái chuyện đó đó bà. Bây giờ phải đi bắt kêu kéo bà. Thôi con nít mày, im mày. Thôi được rồi, biết hối hận, biết ăn năn là được rồi. Tốt rồi. Có cực khổ mình mới hiểu được thế nào là giá trị của đồng tiền. Dạ đúng rồi bà. Bây giờ ta cũng không giấu các cậu nữa, ta chính là cái người đã chứng kiến ra cuộc quyết đấu của hai ông nội cậu nè. Hả? Thiệt hả bà? Thiệt, ta nói thiệt. Trời ơi, mà sao bà chứng kiến ông nội con đánh với ông nội nó hồi trước nấu trứng hả bà? Đúng rồi. Nói vậy là bà là chứng kiến ba đời luôn rồi hả bà? Ủa, sao ông nội con đồ chết hết rồi sao bà còn sống dai vậy? Ta còn phải sống để ta xử cái vụ này nè. Còn nói nữa hả? Bây giờ ta nói cho các con biết rằng ta sẽ cho các con một cơ hội cuối cùng. Cơ hội gì bà? Cơ hội kia. Làm lại từ đầu. Không được đâu bà ơi. Ta sẽ trả tiền lại cho các con. Tiền con đốt hết rồi. Đốt con quýnh hết rồi, rồi hết tiền giờ bà ơi. Chỉ là tiền giả thôi. Sao dám đốt? Ủa? Đốt ở tù thấy mụ nổi luôn à. Ủa vậy là? Tiền thiệt còn. Hả? À, mài ra cái cảnh này nè để giữ lại số tiền. Tiền thiệt còn. Có bà. Cảm ơn bà nhiều lắm bà. Mà. Nè, dạ. Bây giờ có muốn lấy lại số tiền đó không? Dạ muốn. Dạ muốn. Thôi được. Chơi nữa, lấy lại chơi nữa không? Dạ, chơi nữa, cũng là chơi nữa hả? Dạ. Chơi hoài hả? Dạ. Chơi chưa đã không? Dạ thôi, lấy lại, không có chơi nữa. Rồi, ta sẽ đem lại số tiền đó. Nhưng mà nhớ, đồng tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra phải biết trân trọng, phải biết giá trị của đồng tiền, không có được thách đấu cờ bạc nữa, hiểu không? Dạ con hiểu rồi. Dạ có nghĩa là đồng tiền đó mình xài làm sao cho đúng nghĩa phải không bà? Tốt. Dạ. Quá tốt rồi. Thôi ta thắng. Thôi bà là tiên. Bà là tiên. Bà là tiên. Bà là tiên. Tiên ông nậu tao. Ủa vậy không phải tiên mà bà thắng. Thắng là đi đó. Đi hả bà? Ôi bà nói bà thắng. Bà đi. Chứ bà đi. Bà múa hoài á. Gãy tao đâu. Chứ gãy cái bà. Dạ bà đi cho bà. Trời ơi. Lộn cái đường luôn. Bà đi nghe. Bà đi. Đi từ từ bà. Đúng rồi. Mạnh giỏi nha bà. Trời ơi. Con chúc bà sống lâu trăm tuổi. Bà đi vô lề nha bà. Đừng đi ra ngoài đường bà ơi. Cẩn thận nha bà. Nhà có nhà có bà già nè. Mà mình giữ lại được. Bạn. Đó, giờ bà già đó thì mà hắc bạch công tử mới là bạn. Thôi, tôi thấy về sau đừng có làm gì nữa. Phải lo làm ăn, đúng không? Đúng rồi. Ba chúng ta là ba trong một. Mẹ đã từng
từng nói với con là mỗi mùa xuân sang mẹ tôi lại thêm một người mỗi. Alo, alo. Gà chưa hết câu, cắt máy rồi. Vậy là xong rồi. Tết này công việc quan trọng cỡ nào cũng chẳng về thăm mình nữa là sao? Con với cái tiếng coi mẹ coi cha không ra cái gì hết trơn, trời ơi. Đâu ai đâu? Đâu ai? Tôi đây này làm gì đâu sợ vậy? Cái gì vậy? Gì cười hớt hở gì vậy? Trời ơi vui thì Tết nhất là vui. Sao nè, vui? Nè nói chị nghe. Chàng ơi Tết nhất mà cho tôi ngồi không? Chị muốn ngồi đâu thì ngồi đi. Đâu mà từ đầu ngõ cuối ngõ đi giọng con cười hớt hở vậy, vui dữ nha. Trời ơi Tết nhất thì tôi phải vui chứ sao giờ, nói nghe. Chàng ơi làm gì mặt buồn hiu vậy? Tết nhất mà chị ơi, chuyện cũ bỏ qua, thấy không? Ông xong rảnh quá. Giờ cái mặt ông sao tôi thấy rảnh thiệt, đúng là cái tên tuổi của ông á. Tên dạ. Ông không khác nào đó. Dạ. Mặt ông hớt hở à. Thì đúng rồi, tôi tên Xuân mà. Cho nên tôi đi đâu cũng có mùa xuân. Tôi đi đâu cũng vui vẻ, tôi tên Xuân mà Xuân. Xuân nè. Anh công nhận anh thâm đạt thiệt. Dạ. Anh hiểm thiệt á. Gì vậy? Ý anh gà anh chửi tôi chứ gì? Gì? Thì tôi là tên Thu. Mùa thu là sao? Mùa thu là đi đến đâu á, cỏ cây vàng úa rụng hết trơn cái trội đó. Ý là nói tôi là mùa thu là vậy phải không? Thì mùa thu là cái mùa nó tàn tạ. Cho nên, ê, tôi không có nói ý đó nghe. Đừng có nghĩ gì nha, tôi không có ý đó à chị. Tôi đang quê nha. Thôi đừng có quê. Tôi đang buồn con gái tôi không gọi, đều gọi điện thoại về nó Tết thì nó không về nha. Cái gì? Ông đừng làm tôi quế thêm rồi nha. Con gái chị Tết này không có về hả? Về. Đâu có được, trời đất ơi, Tết nhất phải biết về thăm cha, thăm mẹ chứ. Chị không có biết đâu, con thằng con trai tôi đó, nó 25 Tết này nó về nè. Đó, nó sẽ dẫn con dâu về ra mắt nhà tôi. À, thấy chưa, nhà tôi trận này nghe ăn Tết tưng bừng qua lá. Nhiều khi nó không về mà lại hay. Tôi nói gì kỳ cục vậy? Ý là tôi nói vậy. Con trai ông về mà dẫn thêm bạn bè về để cho ông phải cày cái lưng, còng cái lưng ra mà ông phục vụ con với bạn của con. Mà tôi nghe nói là con gái thành phố có kiểu cách mà chảnh chẹ lắm. Đây mà ngồi cái kiểu như ông ăn nói rổ rãng cho ông, nhiều khi nói ông là quê mùa, mất mặt con trai ông đó. Trời ơi, nói cái gì kỳ cục chị ơi, con gái cũng tùy người, đâu phải người nào cũng xấu vậy. Thằng con trai tôi nó nói kìa nè, nó dẫn anh vợ tương lai nó về ra mắt gia đình. Đó, mà con nhỏ con dâu tôi nó chuẩn bị hết đầy đủ hết tất cả, không có cái gì hết á. Dạ. Thôi chị ơi. Miệng anh sao ngọt quá ha. Dâu này, dâu nọ. Ủa, nhỏ nó biết thôi, chắc nó chịu làm con anh không? Mà sao anh dâu ngọt xớt vậy? Rồi đi về gặp cái mảnh mặt của anh nữa. Trời ơi, đầu năm gặp cha và chồng này dám bảo đảm cho ông mùng một nó cuốn gói nó đi là chiều mùng một con trai nó cuốn gói cho gái luôn á. Bà nó quá, hàng xóm đó nhìn bà nó quá đi. Tôi nói cho chị nghe, tôi biết rồi. Biết gì? Chị á. Sao? Chị nhỏ nhen như vậy không có được. Nè, nãy giờ tôi nói chị cho anh nói tôi gì mà nói nhỏ nhen. Trời ơi, tôi hỏi chị nè, bây giờ chị nghe con trai tôi nó về thì chị phải mừng. Đúng không? Đằng này con gái chị nó không về, cho nên chị mới ghét, chị mới mà về giận lẫy là cha con tôi, đúng không? Không, tôi không ghét, tôi không giận lẫy ai, tôi không giận cái chánh khớp á. Ủa, cái chuyện nào ra chuyện đó? Mà tôi nói anh nghe nè, nãy giờ là tôi bực bội anh lắm rồi. Sao bực bội? Anh lớn tuổi rồi, Tết tới có gì đâu mà vui. Làm gì đâu mà hớt ha hớt hở như nít nhảy lo nho vậy. Bà nói chuyện ngộ không? Tết nhất mà ai không vui? Trời ơi, bà đi coi hết tất cả mọi người, cái Tết nhất à, người ta đều vui lắm. Xuân xuân nào xuân ra vậy, người ta đều vui. Trời đất ơi, tự nhiên có gì đâu dè biểu. Dè biểu cái gì? Ông già rồi, mỗi lần Tết là sao? Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi lại thêm một tuổi. Một tuổi là già rồi, sắp chưa chút lỗ rồi biết không? Trời ơi, nhoi nhoi. Tết nhất mà hát gài vui không hát, tự nhiên hát mấy bài buồn. Trời ơi. Giờ tôi nói nghe nè. Tôi á, bây giờ không có Tết nhất gì hết á, ha. Còn tôi tuyên bố nè, kể từ giờ phút này nghe chưa? Dạ. Đứa nào, con nào, thằng nào, ông nào, bà nào đến trước mặt tôi á, mà nhắc một chữ Tết thôi, nghe. Tôi bên tôi không giờ mặt nữa, tôi không xã giao nữa. Mà ai là bước chân vô nhà tôi ha, mà nhắc chữ Tết, chữ Xuân. Đuối là thôi nha, hiểu không? Trời đất ơi, tôi tên Xuân rồi chị rồi sao? Tôi
vậy là chị muốn đuổi khéo tôi hả? Thôi đuổi thì tôi về. Trời ơi, tôi nói cho chị nghe, ở đời đừng có giận cá chém thớt, hiểu không? Con người ta về ha, mình nghe được mình phải mừng, hiểu không? Tự nhiên con mình không về mình giận lẫy người ta là sao? Nè, anh vừa phải cho ai giận cá chém thớt, anh đừng đứng nói chuyện vừa thôi. Ai nói là con gái tôi không về? Trời ơi, tôi tức quá, chị nói cho em. Trời ơi, tôi tức quá chịu hết nổi rồi. Chính chị nói cho tôi biết là hồi nãy chị nói con gái chị không có về. Tôi có nói đó. Nhưng mà tôi thử lòng anh. Bắt bơ thử tôi. Tôi coi là bạn bè chòm sớm lắm gì nha. Một khi mà tôi đau buồn, tôi buồn khổ thì coi con người của anh thế nào. Ai ngờ nghe mình buồn khoe khoang, vui vẻ hay thử. Lớn tuổi rồi, trầm tĩnh lại đi, ổn định cái tư cách của mình lại đi. Trời ơi, lớn tuổi càng phải vui vẻ để cho cuộc đời nó hưng phấn, để cho bệnh tật nó tiêu tan, hiểu không? Trời ơi, cái lúc nào lớn tuổi mà rầu gì, bệnh càng nhiều hơn nữa. Tết nhất phải biết vui lên. Cấm nói chuyện Tết. Bây giờ tôi qua đây tôi nói với chị một chuyện. Tôi định nhờ chị làm giùm tôi mấy hũ dưa kiệu. Không rảnh. Nếu muốn làm á, làm giùm cho mấy hũ dưa mắm. Trời đất ơi, Tết nhất đem dưa mắm về tắm tôi hàng chi mua dưa mắm. Nếu không chịu làm mà hũ dưa kiệu được thì thôi, làm ơn làm bước làm giùm mấy cái bánh chưng đi. Nhà ăn bánh giò, không ăn bánh chưng. Trời đất ơi, thôi vậy thôi làm giùm cái mấy bánh tét. Nhà sợ tét lắm, đầu năm đầu tháng tôi đi ra ngoài đường rồi đá cậu tét đầu hả? Vậy thôi hỏi nhờ. Nhưng mà tôi vẫn tốt đối với chị. Tết này đừng mua dưa hấu. Tôi sẽ gửi cho chị một cặp dưa hấu. Cúng anh hai xong xuôi rồi sẽ ra đỏ nguyên cả năm cho tốt chị á. Nè, tôi cũng nói cho biết rồi chưa. Tết này tôi yêu cầu anh đừng mua dưa hấu. Có mua dưa gan, dưa leo, dưa chuột, tôi lấy dưa hấu, biệt lấy. Trời đất ơi, thôi hôm nay tôi đuối chị quá. Chị giận hờn kỳ quá. Tôi nói chị nghe, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, chuyện gì bỏ qua hết, mở lòng cho con cái của mình để cho nó làm ăn, cha mẹ vui vẻ bàn đàng hoàng để cho nó làm ăn. Tôi chào chị, tôi về. Không tiếc. Tức thiệt. Tỷ con trai về nhà qua khoe khoang với mình hả? Xuân xuân ơi xuân đã về, đi ra ta ra ta. Xuân xuân ơi xuân đã về. Ai vậy? Ủa, gì đâu? Gì vậy? Ngồi chơi chị, uống nước. Thấy sao? Thấy là nhà tôi trưng Tết đồ đẹp không? Cái gì vậy? Còn thiếu. Thiếu gì? Thiếu gạo muối vàng bạc để tốn tiền âm binh con hồ các bạn. Trời ơi, chị thì vô duyên không? Tự nhiên Tết nhất là cúng một muối muối gạo với tiền vàng bạc âm binh con hồ các bạn kia một rằm tháng 7 sao cúng? Không phải rằm tháng 7 nhưng mà con hồ các bạn cứ giật da giật giữ giật giật giữ quậy phá tôi hoài sao tôi chịu nổi chứ? Ai quậy phá chị? Đứa nào quậy phá chị nói tôi nghe coi. Anh còn hỏi nữa hả? Anh đã con người anh lớn rồi, biết điều chút xíu đi. Tại sao tôi nói với anh hoài mà biết điều là sai vậy hả? Anh suốt. Trời ơi, tôi làm cái gì mà tôi biết điều với chị? Tôi tên Xuân nghe chứ phải tên suốt nha. Tôi đã nói với anh rồi, bây giờ tôi ghét lắm. Tôi ghét ai nhắc đến chữ Tết, tôi ghét ai nhắc đến chữ Xuân. Ngay cả bản thân của anh tên là Xuân mà tôi kêu anh suốt là biết tôi ghét cỡ nào rồi. Trời ơi, thôi mà chị quá đi. Mà tôi làm cái gì mà chị phiền tôi? Nhà tôi tự tôn chức Tết nhà tôi thôi. Trời nè, từ hồi sáng tới giờ mắc cái gì mà mở nhạc ra. Mở nhạc ra rồi cái máy nó nghe nó ca chưa đủ thôi, còn lóc cái cổ lên ca nữa. Tết đến rồi, Xuân ơi, Xuân đến rồi, tụi nó nói ai là tụi ghét. Tôi không muốn ai nhắc chữ Tết với chữ Xuân, tôi biết không? Trời ơi, tôi mệt chị quá đi.
chừng bị trời phạt à. Phạt cái gì phạt? Phạt tôi là phạt cái gì? Nhà của tôi thì tôi đón Tết nhà tôi hát cô hát trong phạm vi nhà tôi. Tự nhiên chị qua chị la tôi, chị làm gì như một tràng na banh như là thuốc nổ vậy? Tôi nói cho anh biết rồi chưa? Anh vô duyên quá, chứ cái bản mặt coi lì vừa phải rồi chưa? Thôi nghe, chị hết xài pháo đã, chị xài tới thuốc nổ, vậy chị chơi tới mềm với tôi phải không? Tôi hỏi anh nè, nhà anh ở trước gió, nhà tôi ở sau gió, ha? Anh làm cái gì, anh ca cái gì là ở dưới gió tôi nghe hết. Nguyên cái bài hát anh, cái câu nào tôi nghe hết ở dưới nhà tôi hết á. Tôi không muốn vậy nữa, hiểu không? Trời ơi. Tôi tất chất hả? Thiếu cha gì bài đấy ca? Tại sao nổi buồn á, Phượng không ca, chọt mưa thu không ca, thu vàng không ca, tạm biệt mùa đông không ca, mà lựa mày Tết mày xuân nữa là sao vậy? Trời ơi, Tết nhất tức là xuân. Tự nhiên cái Tết nhất dặn à, mỗi năm đến hè lòng mang mát. Trời đất ơi, mày nghĩ sao vậy? Tết nhất mùa xuân, đâu phải mùa hè đâu, dặn mùa hè. Còn nữa, tôi nói cho anh biết nghe chưa? Còn cái gì? Nhà anh ở trước, nhà tôi phía sau, ha. Anh mà muốn làm gì anh đều đi ngang qua nhà tôi hết á. Cho nên tôi yêu cầu anh đi đâu đi một lần, gom một lần, mua một lần, ghi vô một tờ giấy rồi gom một lần. Lát sách cặp dưa ngang qua, lát sách cặp bánh tét ngang qua, lát bưng cái na cái bay về, vừa phải thôi chứ, đi tới lui dưỡng hoài, tôi phải chóng mặt chứ. Trời đất ơi, ngộ ghê á. Tôi nói thiệt với chị, tôi thông cảm cho hoàn cảnh của chị. Cảm gì đó? Con gái chị nó không có về, cho nên chị mới buồn, chị mới lo như vậy. Chị nhớ nhung nó nên chị mới khó khăn như vậy. Còn nhà tôi, con trai tôi nó về, nó dẫn theo con dâu về ra mắt tôi nữa. Tết năm nay là nhà tôi tưng bừng như pháo nổ á nha. Tôi nói cho anh biết, tôi đã cạn tình cạn nghĩa với anh rồi. Tôi qua tôi nói điều hay lẽ phải với anh, mà anh cứ môi mất cái chuyện mà con gái tôi không về. Một lần nữa tôi nói con gái tôi không về. Về, không về, không thành vấn đề. Tôi không thích Tết, cho nên tôi yêu cầu anh đừng nói chữ Tết với chữ xuân với tôi ha. Mà anh không biết điều, từ từ đây sắp tới tôi không bao giờ đặt nửa bước chân của tôi vô căn nhà của anh. Và tôi yêu cầu anh đừng bao giờ ló cái mặt anh vô nhà của tôi nữa nghe chưa? Trời đất ơi, làm gì căng thẳng dữ vậy trời? Tôi như vậy đó. Anh nhớ đó, anh mà còn chưa xuân với Tết một lần nữa, đừng bao giờ héo lánh vào nhà tôi nữa. Biết anh luôn. Trời đất ơi, bà này cho bà điên á. Ngộ ghê nha. Tự nhiên người ta tên xuân cứ xuống. Mày bà tên Thu, mày mốt tôi ghét chữ Thu, tôi kêu tên Thùi á. Mở nhạc y dèo y đùng từ sáng tới giờ. Ý mà, ý có con trai về ăn Tết sẽ làm rình rang vậy đó. Có thường mình mà, có thường nhà mình vắng vẻ, lẻ loi cô độc mà. Mà cũng phải, Tết nhất con chả về ăn Tết, thành ra chả mới rộn ràng vậy đó. Ai nhà mình vắng que với chuồng bà đanh vậy? Không được, phải trả thù cha này mới được. Tìm cách nào để trả đựng coi thường mình. À, có cách. Con cho này, Tết này nghe, coi nở được cái bông mai nào tao làm con mày, cho rụng nụ hết. Rụng nụ hết thì con cho chừa nha. Chơi gì mới gọi là chơi chứ, chơi gì mới gọi là trả thù chứ. Vậy thôi. Chị làm gì à? Bị liệu thì làm gì? Trời ơi, liệu thì phải thôi chứ. Làm gì? Anh á là con người quang minh chính đại á, anh muốn kêu tôi đứng trước mặt tôi kêu nè, kêu mà tự giữ gió kêu lên không hết hồn sao được. Du Duyên, chị vừa làm gì đó? Tôi về
Chị vừa làm gì cây mai nhà tôi dạ? Anh thấy hết rồi hả? Ây sao không thấy? Tôi thôi được rồi. Tôi biết Tết đến đúng không? Nên chị xí xóa hết mọi chuyện, chị tưới cây mai cho nhà tôi chứ gì. Tôi tưới cây đó, nhưng mà không phải là tôi tưới cây mà tôi xí xóa hết mọi chuyện giữa tôi với anh đâu. Mà tại này là tôi tưới cây vô hồn cầm nước đi không biết làm gì, tưới đại cây mai thôi vô hồn, chứ không phải là thương gì anh hay là quề gì anh đâu nha, không có ý định gì đâu nha. Trời đất ơi, vậy à, mà đặt đem ra tưới cây tôi chi? Rồi xong chưa? Tôi biết hết rồi, đừng giấu tôi chị ơi. Hàng xóm láng giềng mà, đúng không? Chào chị nha, cảm ơn chị nha. Tôi dặn nhà các bạn nghe nha. Phú hồn hết hồn hết hồn. Tưởng chả biết âm mưu của mình rồi chứ. Không biết gì trơn trọi. Rồi để mà coi nghe, sáng mùng 1 là coi cây mai nó có nở hoa không. Nó mà nở cái hoa nào tôi làm con không đẻ. Chị sẽ vờ ăn Tết chung với bác. Con thích nha, nào đẹp Tết hoa cá nha. Dạ không sao không sao. Chị nói là chị không về được, nhưng mà chị cứ gửi quà cho bác ăn Tết đó. Gửi quà nữa hả? Dạ. Ủa sao nó đâu có điện thoại nói với bác là nó gửi quà về đâu. Dạ. Chị Đông muốn là bác bất ngờ. Đúng rồi, là bác sao? Bất ngờ. Bất cho bà bác. Bất ngờ. Nói tiếng khó nghe là người gì vậy? Dạ con người miền Trung ấy. Con nhỏ này là gì? Dạ em gái con người miền Nam. Nè, là hầu má con đẻ ra nó đẻ xong rồi chạy ngược ra miền Trung, xong rồi mang thai đẻ ra con làm ăn đó. Ủa, con ở miền Trung rồi má con đẻ con rồi xong rồi chạy ngược ra miền Nam đẻ ra nó, hai anh em nói chuyện người Nam người Bắc. Để nhỏ này nói chuyện dễ nghe hơn con nói chuyện bác khó nghe á. Dạ con là gì vậy? Cái con nhỏ này chuyên môn là cho bác nó bất ngờ. Dạ bác không? Dạ em hả? Nhà bác có mình bác hả? Nhà rộng thì có mình bác à. Bởi vì bác cũng không thèm ăn Tết chứ gì hết, còn mình ơn vậy nè. Con hỏi là còn ai nữa mình lâu lên hết đây kia nhận quà. Dạ. Nhận gì? Nhận hò. Nhận quà. Nhận quà chứ phải nhận hề. Đã nói rồi, có mình bác à. Với lại cha hàng xóm nói diện đó, thỉnh thoảng cho qua chơi. Ủa ông hàng xóm, ông hay qua chơi lắm. Thỉnh thoảng hay qua chơi đó, nó chỉ hú hay qua liền hả? Vậy thôi là nó hú rồi. Đúng rồi, mấy người làm số nhiều chuyện lắm. Đúng rồi. Trời ơi, hay trỏ mỏ quá nhiều. Bác rồi. Nhà cửa bác có mình mà bác mở cửa rộng thênh thang vậy hả? Có sao con mở cửa rộng hơn vậy, tối cái khép cửa hờ ngủ vậy thôi. Trời ơi, mấy ngày cận kề Tết nữa hả, dễ có bị mất trộm lắm đó bác. Chị Đông dặn con là về phải dặn bác cẩn thận cái vụ đó. Cảm ơn mấy con. Đó, con nói bác nghe với lại mấy cái người hàng xóm á, trời ơi nhiều chuyện dữ lắm. Nhà có gì cái thọt qua hay nói rồi đi riêu rao khắp nơi. Yên tâm đi, bác
tiền giao em trả rồi, đã không giờ bước chân qua nhà bác nữa. Cái tiền giao thì là lâu hoài vậy. Không, vậy là không giờ chắc ăn ở tàu ra mình đéo cái cửa lại. Làm gì? Đéo cái cửa lại. Đóng cái cửa lại. Trời dạ. Ơi, đóng cái cửa mà còn đéo cái cửa lại, đóng cái đéo cái gì nữa. Thôi ra đéo cái bác. Được rồi, ở đây nha. Nè bác ra, bác đóng cửa lại. Nhiều khi bác cũng thích trả giờ ngó tò mò. Bác đứng đợi bác chút xíu nha. À, Hòa. Ê, Hòa đi. Quà đi. À, dạ, xe cho bác, xe thôi. Dạ. Em. Ủa, bác tóc được nữa lại. Dạ. Trời ơi, vui tắm thế ơi. Đâu mà đâu. À, bác ơi, chuẩn bị tinh thần lấy hò heo. Trời ơi, con này nó làm cho bác bất ngờ rồi. Trời ơi, chỉ mà đưa hò vờ á, con cũng bất ngờ nữa ấy. Lấy nè. Khi mà chỉ gõ vờ, con bất ngờ nữa. Cái gì? Bất ngờ. Dạ. Nói lần nữa nha. Đóng rõ. Dạ, đây, về đây. Trời đất ơi, tưởng gì ở dưới đây giao thiếu gì mua giao thành phố đi cho đó. Công nhận giao thành phố nó có khác rồi mày ha. Nó sáng trừng nó bén ngót à. Nhà nó ra giỡn chơi còn giỡn này mà lùi vô người bác lỡ một cái là nó cái phật cái lòi ruộng rồi nghe. Cái này mà nút vô bụng bác cái ót cái là ruộng rút là ngập nước. Thôi thôi nói lại đi con để cầm giỡn giỡn trời lòi ruộng à. Trời ơi ai đâu giỡn bác với nhà đi nhảnh về. Tụi con trấn lột bác mà bác tỉnh bơ. Vì sao bác không hiểu? Làm cướp đó trời. Trời ơi là cướp mua chiếc thường dứa ban ngày. Đó phải nói rõ ràng. Tụi bay vô đây tụi bay cướp của. Nè. Đâu có cái gì đâu mà cô với cậu trộn rộn dữ vậy. Dạ, dạ, tụi con trộn rộn là vui vẻ đó bác. Tại vì sắp Tết nên trong lòng vui vẻ. À, đúng rồi, sắp Tết trong lòng vui vẻ lắm cười cho vui. À, vậy hả, vậy thôi.
thôi tôi cũng vui vẻ ngồi đây chờ chị Thu về. Dạ, dạ bác Nhất Quyết ngồi đợi. Nhất Quyết ngồi đây. Thôi giờ vậy. Là giờ hai đứa cháu chạy ra chợ đón chị Thu về rồi để gặp bác nha. Dạ. Khoan, một người đi thôi, để một người ở lại nói chuyện với tôi cho vui. Nói chuyện với bác không có gì vui hết. Tôi nói rồi, nuôi mèo đi không chịu nuôi, để cho chuột nó quậy. Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Ai đây? Trời ơi, ai đây? Trời ơi, trời đất ơi, trời. Trời ơi. Tôi chết rồi. Trời ơi, tôi mở ra. Trời ơi, sao vậy? Trời già còn chơi cút bát nữa. Hả? Cái gì vậy? Ăn cướp chạy theo tôi. Trời ơi, nó mất tiêu rồi. Hãy báo công an bắt cái thằng này lên. Thả của nó đi rồi. Ai thả? Thằng nào thả? Con nào thả? Đứa nào dám thả? Ông nói với ai? Tôi thả. Còn gì nữa? Hai cái đứa hồi nãy phải không? Trời ơi, thấy chưa, tôi nghi lắm mà. Ở tôi không chịu đi về là như vậy. Ông ơi, mấy nữa là tụi nó giết tôi. Tôi chết là tôi hết ăn Tết rồi, ông Xuân ơi. Ủa, bộ chị muốn ăn Tết hả? Sao giờ thay đổi đòi ăn Tết vậy? Tôi xin lỗi anh. Tôi xin lỗi anh mà không qua cứu tôi kia. Chắc tôi chết, tôi không còn gặp mặt anh với con gái tôi nữa rồi, anh Xuân ơi. Tôi hối hận quá, anh Xuân ơi. Bởi tôi nói cái gì cũng phải có tình làng nghĩa xóm, chị ơi. Tôi biết rồi, anh tha lỗi cho tôi nha. Cứ qua nhà tôi nha. Tôi hứa với anh là tôi không có giận. Chết cha! Cái gì? Chết cha! Anh cứu nữa! Chết cha! Anh cứu nữa, bắt nó đi! Không phải! Ai hả? Cây mai! Cây mai sao? Cây mai tôi! Tôi! Không sao! Bắt quá thì nó nở qua sớm vậy thôi mà. Anh nói vậy có nghĩa là sao vậy? Tôi biết hết rồi. Anh biết cái gì? Muốn mà qua mai nó nở sớm thì người ta phải tưới nước nóng, hiểu không? Mình tưới nước nóng vào cây mai rồi đó hả? Thầy chứ. Thì sao mà anh không nói mà tới bữa nay anh mới nói? Trời ơi, cái lúc chị đang nóng mà giờ nước lạnh nó cũng thành nước sôi thôi à. Thôi đừng giận nữa nghe. Giận cái coi gì? Coi như anh muốn làm mà kiểu làm bánh chưng, bánh tét gì, dưa hấu gì, mình làm hết cho Xuân nghe. Trời đất ơi, hàng xóm láng giềng. Thôi chuyện cũ bỏ qua, không có nhớ cái gì tới hết á, hiểu không? Nhớ. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Thôi giờ như vậy, chị sửa soạn lại đi rồi tôi với chị chuẩn bị mình đi sắm đồ Tết, chịu không? Sắm đồ Tết hả? Ừ. Thôi. Cái gì vậy? Mình không muốn sắm đồ Tết ta. Trời ơi, bà đừng làm tôi mọc ấm nghe, đừng có thấy ghê, bà đừng có hiểu lầm nha, tôi dễ bị ngộ nhận lắm nghe. Tôi già rồi nghe, đi sắm đồ Tết với nhau đâu chứ không có ý gì đâu nha. Nhưng mà mình không. Thôi đi vô thay đồ đi, tôi ngồi đi tôi chờ rồi đi sắm đồ Tết. Không hiểu gì hết, con gái nó